Điêu đâu? Ừ. Vô thế mạnh ra trước đi. Đó, lũ nó mạnh mạnh ra chút thêm quý đá trước rồi con đá xem quý vô quý chút nữa con chú vô Trèo nghĩa con khỏi đưa tiền nha, con đâu đá đâu nha. Đủ rồi.
Vô nữa anh em. Máy vô nữa em. Ê, cái banh xẹp không? Và bơm thêm chút vô. Bạn xem ở đây lấy bơm bơm banh thêm chút mạnh. Bơm banh thêm chút vô anh em. Chuyện quý cái này.
Gửi cho ông, tôi vô tôi gỡ này không? Ơi ơi cái mạnh lụm cái ông bông lá hư ông bông mệt. Nem về đốt cho con cờ điếu ở đá nè, nem tập đốt đi. Bỏ nhà luôn rồi con. Nhà em bật chế độ lì lộn đá tào lao á. Bila
Gác ba mà không chịu gỡ mà cà rỡn vậy. Hey, anh Nam hồi giờ anh đá phát một mà. Vô mạnh. Mày dễ ăn lắm, mày dễ ăn lắm. Tụi anh thấy ai gánh mà mày dễ ăn lắm. Có đâu mà đá căng không? Ai? Do nhem nó lớp từ mấy thôi. Kêu nhem lớp chứ ai đưa nhem lên nó. Nếu mà đá rồi, đá được rồi. Căng lắm không? Kêu nhem bây giờ đó bay đường còi điếu lên đá gửi. Thua nữa rồi vô. Nam đất đá phân một mà nó không có chặn được. Được thế rồi. Ô, năm năm năm. Nào vô. Rồi rồi, nhem về đất nhem. Ba cái rồi. Rồi điêu đá cao lên. Thu nữa hả?